Thi hòa giải viên giỏi vòng thi khu vực miền Nam có 20 đội tham dự thi, trong đó chia thành 4 nhóm thi. Mỗi nhóm có 5 đội và số báo danh của các đội thi được ban tổ chức sắp xếp theo tên tỉnh, thành phố, theo thứ tự của bảng chữ cái. Và thưa quý vị, nhóm thi cũng như là các đội thi tham gia vào nhóm thi nào đã được bốc thăm trực tuyến vào ngày 28 tháng 9 vừa qua và chúng tôi được thông báo các nhóm thi như sau. Nhóm 1 gồm 5 đội thi đến từ các tỉnh thành phố Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bình Phước, Bình Dương và Bình Thuận. Nhóm 2 gồm 5 đội thi thứ tự như sau: 1 Cần Thơ, 2 Đồng Nai, 3 Tiền Giang, 4 Long An và 5 là Kiên Giang. Nhóm 3 gồm 5 đội thi đến từ các tỉnh thành phố: Hậu Giang, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre và Sóc Trăng. Nhóm 4 gồm 5 đội thi thứ tự thi như sau: 1 Thành phố Hồ Chí Minh, 2 An Giang, 3 Trà Vinh, 4 Bạc Liêu và 5 là Cà Mau. Mỗi đội thi của chúng ta sẽ thi và tham gia 3 phần thi phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết và phần thi tiểu phẩm. Và trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ diễn ra các phần thi của nhóm 1 và phần thi giới thiệu, phần thi lý thuyết của nhóm 2. Và buổi chiều ngày hôm nay tiếp tục phần thi tiểu phẩm của nhóm 2 và các phần thi của nhóm 3. Trong sáng ngày 13 tháng 10 năm 2023, quý vị khán giả sẽ theo dõi các phần thi của nhóm 4. Ngoài quý vị lãnh đạo, quý khán giả đang cùng theo dõi trực tiếp tại hội trường tỉnh ủy Tây Ninh, thành phố Tây Ninh thì quý khán giả có thể theo dõi trên trang fanpage phổ biến giáo dục pháp luật và chúng tôi cũng đã xem trong fanpage này và có thể thấy là rất nhiều cổ động viên khán giả đã bình luận và chúc cho các đội như là Tây Ninh cố lên, Vĩnh Long cố lên và chúc các đội như là Cần Thơ các đội sẽ hoàn thành xuất sắc phần thi của mình và chúng tôi mong muốn rằng là các đội sẽ nhận được sự quan tâm này thêm khích lệ tinh thần và hoàn thành thật tốt phần thi của mình trong ngày hôm nay và ngày mai nữa đúng không nữ? Vâng và tiếp nối tình cảm của quý vị khán giả thông qua trang fanpage livestream thì quý vị khán giả ở hội trường của chúng ta ngày hôm nay hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để cổ vũ và động viên các đội tham dự thi trong chương trình hội thi của chúng ta. Phần vâng, dự thi đầu tiên chắc có lẽ là phần thi tự giới thiệu Quý vị sẽ được đến với vùng quê của các tỉnh, thành phố Tham dự hội thi này khám phá nét đẹp văn hóa Và đặc biệt là nét đẹp tâm hồn của những hòa giải viên của chúng ta Những người luôn mang trái tim nhiệt huyết của mình vì cộng đồng Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần dự thi tự giới thiệu Mỗi đội sẽ có 5 phút để trình bày phần dự thi của mình Với hình thức là hò về tiểu phẩm và các hình thức nghệ thuật khác Và kết hợp với các phương thức tuyên truyền Cùng với đó là chúng ta sẽ chúc các đội sẽ hoàn thành tốt phần dự thi này Với số điểm tối đa là 20, 20 điểm Vâng, với số điểm tối đa của phần thi giới thiệu là 20 điểm Và chúng ta sẽ cùng chờ đón phần thi giới thiệu của các đơn vị của nhóm 1 Theo thứ tự như sau, Ngọc Nữ xin được nhắc lại Và các đơn vị của chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn bị Và có những tiết mục ở trên sân khấu này xuất sắc nhất Một là đội thi tỉnh Vĩnh Long Hai, đội thi tỉnh Đồng Tháp 3 đội thi tỉnh Bình Phước, 4 đội thi tỉnh Bình Dương và 5 là đội thi tỉnh Bình Thuận. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất cây lành trái ngọt của tình đẹp mùa trơn trơm của những người dân hiền hòa và chào đón Vĩnh Long.